là một chuyên viên tư vấn bất động sản thì mình bán một cái sản phẩm của chủ đầu tư uy tín thì khiến mình rất là tự tin. Điều thứ hai nữa là rất là nhiều lần mình đưa khách hàng ra đến tham quan dự án rồi, thì mỗi lần như vậy cứ cách một tuần hai tuần thì lại dự án nó lại thay da đổi thịt một lần, và mỗi lần như thế thì cái nét đẹp của Nova World Phan Thiết nó lại được tô thắm nhiều hơn. Chính vì cái điều đó mà bản thân mình rất là yêu cái dự án này, và mình cảm thấy rất là may mắn cũng như là vinh dự khi mình đã giới thiệu được cho khách hàng của mình sở hữu những cái sản phẩm cực kỳ đẹp tại dự án này. Thì đây là một dự án có quy mô rất là lớn, lên đến 1.000 hecta, và tôi tin chắc rằng tại thành phố Phan Thiết thì đây là một dự án có quy mô lớn nhất, hội tụ rất là nhiều các tiện ích cao cấp. Từ các cái khu vực bãi biển đến các vị trí quảng trường, khi mà khách hàng hoặc là tất cả anh chị em bước tới dự án thì đều cảm thấy ấn tượng, bởi vì cái tiến độ thi công và tất cả những cái tiện ích đã được hiện hữu. Như vậy thì đó là một cái niềm tin cực kỳ lớn cho tất cả các anh chị khách hàng tới tham quan tại dự án này, và đặc biệt là khách hàng còn được trải nghiệm hơn 20 căn biệt thự đã được trang bị nội thất đầy đủ, là một cái trải nghiệm thực tế để khách hàng có được cái niềm tin lớn hơn khi lựa chọn đầu tư và nghỉ dưỡng tại Nova World Phan Thiết.